là để an tâm hơn thì khi đem quần áo của mình đến cửa tiệm giặt ủi thì bạn có thể thông tin cho nhân viên biết rằng bạn mong muốn quần áo sáng màu không bị lem, đặc biệt là áo trắng như thế này. Đối với dịch vụ giặt ủi tính theo kg, giá hiện tại của thị trường dao động từ 25 đến 35 ngàn đồng 1 kg. Đối với một số dịch vụ giặt cao cấp và chuyên nghiệp hơn thì giá giặt một chiếc áo sơ mi là từ 15 đến 35 ngàn đồng một áo. Bên cạnh việc giặt quần áo thì một số nơi còn cung cấp dịch vụ đó là giặt túi xách, giày dép và gấu bông với mức giá khá là phù hợp. Chẳng hạn như chú gấu bông này thì sẽ có giá là 30 ngàn đồng, còn những đôi giày như thế này sẽ có giá là 80 ngàn đồng cho một lần giặt sấy sạch sẽ. Một lưu ý khá là quan trọng mà quý khán giả không nên bỏ qua đó là khi chúng ta mua quần áo mới thì trên sản phẩm sẽ có những nhãn mác như thế này. Chúng ta lưu ý là không nên cắt nó đi nhé, bởi vì trên đây sẽ có các thông tin về loại vải, các ký hiệu giúp cho người giặt biết rằng đối với sản phẩm này thì chúng ta nên chọn hình thức giặt đó là giặt lộn trái, giặt tay hoặc là giặt hấp, và còn có cả thông tin về nhiệt độ sấy và nhiệt độ ủi nữa đó. Khi được hỏi đến khái niệm giặt khô thì nhiều chị em phụ nữ vẫn còn chưa nắm rõ về dịch vụ này. Để hiểu rõ hơn dịch vụ giặt khô là gì cũng như là ưu nhược điểm của dịch vụ này thì Thảo My xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Trâm Oanh, đại diện đến từ cửa hàng Cosmo Laundry. Em chào chị. Chị ơi, giặt khô là như thế nào vậy ạ? Giặt khô là có một cái loại hóa chất chuyên dùng cho giặt khô, đó là hydro solvent carbon, chuyên dùng để sử dụng cho giặt khô. Giặt khô có những ưu điểm nào vậy chị? Giặt khô có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là làm cho quần áo được giữ màu sáng như hiện trạng ban đầu. Thứ hai là không bị co rút về kích thước. Thứ ba là cái độ vải nó sẽ bền hơn là khi mình sử dụng giặt nước. Khuyết điểm là có nhiều cái loại vết dơ thì khi mình giặt hấp nó sẽ không sạch vết dơ hoàn toàn. Đối với những loại quần áo nào thì chúng ta nên chọn hình thức là giặt khô vậy chị? Đối với các loại quần áo như là áo khoác, quần tây, áo đầm, áo dạ hội và áo dài nhung hoặc các áo overcoat bằng nỉ. Đối với dịch vụ giặt khô thì sẽ có mức giá như thế nào ạ? Áo sơ mi có giá là 49.000, áo khoác và hay gọi là áo dách cát có cái giá là 65.000 và quần tây là 85.000, một bộ vest là 155.000. Dạ, em cảm ơn chị. Khán giả thân mến, hy vọng là qua phóng sự vừa rồi thì quý vị và các bạn sẽ có thêm thông tin về dịch vụ giặt ủi tiện lợi này cũng như lựa chọn được cho mình loại hình dịch vụ phù hợp để sử dụng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.